Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam tưởng bở về gói hỗ trợ của Mỹ với 37 triệu đô la để giúp cho Việt Nam phòng chống trị vi 19. Chính phủ Mỹ mới thông báo cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trị giá 37 triệu đô la để giúp cho Việt Nam và hơn 10, hơn 20 nước đối phó với sự lây lan của trị vi 19. Đây là một phần của khoản ngân quỹ lên đến 100 triệu đô la của Mỹ cam kết tháng trước nhằm khống chế và ngăn chặn sự lây lan của trị vi 19 tại 25 nước được Hoa Kỳ nói là ưu tiên trên thế giới. Ngoài Việt Nam, có nhiều nước Đông Nam Á đang phải đối mặt với dịch bệnh do Covid, Corona, như Thái Lan, Campuchia cũng nhận được khoản hỗ trợ nhiều triệu đô la từ quỹ dự trữ khẩn cấp để phòng chống các bệnh lây nhiễm của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID. USAID cho biết rằng cơ quan này đã hỗ trợ Việt Nam trong hơn 10 năm qua nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn, phát hiện và đối phó với mối đe dọa do các dịch bệnh gây ra. Một phát ngôn viên của USAID nói với phóng viên rằng Việt Nam sự gia tăng tương tác giữa người và vật nuôi, các thay đổi về môi trường, sự gia tăng đi lại và thương mại quốc tế và việc thay đổi mục đích sử dụng đất và nâng nguy cơ từ các bệnh truyền nhiễm. Rất có thể là các nguồn bệnh có các nguồn gốc từ động vật lây nhiễm sang người. Chính vì vậy mà USAID đã làm việc với nhân quyền Cộng sản Việt Nam để tăng cường hệ thống phản ứng, lập kế hoạch và giám sát bệnh tật của các nước này. Ngày 12 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận thêm 5 người nhiễm COVID-19 ở các tỉnh Bình Thuận. 5 người này có liên quan đến bệnh nhân thứ 34, nâng số ca lây từ nguồn này lên 8 ca. Bệnh nhân 34 là một công dân Việt Nam từng tới thăm Hoa Kỳ quá cảnh Hàn Quốc, nơi có nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong giáo phái Tân Thiên Địa. Tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tính đến ngày 13 tháng 3 là 47, trong đó có nhiều người nước ngoài, nhất là công dân Anh bị nhiễm từ bệnh nhân thứ 17 trên chuyến bay VN0054. Theo cơ quan kiểm soát và ngân ngừa dịch bệnh Mỹ, tới ngày 12 tháng 3, Hoa Kỳ đã ghi nhận gần 940 ca dương tính với COVID-19 và đã có 29 người tử vong. Tổng thống Mỹ 11 tháng 3 giờ Mỹ đã có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ phòng bổ dục tại Nhà Trắng thông báo cấm toàn bộ các hoạt động đi lại từ châu Âu trừ Anh vào Mỹ trong vòng 30 ngày trong một nỗ lực đối đầu với virus từ nước ngoài và ông nói là toàn diện và quyết liệt nhất trong lịch sử hiện đại. Gói viện trợ 37 triệu đô la dành cho Việt Nam sẽ được Tổng thống Trump giúp Việt Nam phòng chống trị vi 19. Các anh cứ tưởng Mỹ sẽ chuyển cho Việt Nam 37 triệu đô la tiền mặt thì Phúc và Bộ Chính trị sẽ được một cú no nê vì khoản tài trợ này. Không ngờ Mỹ cao tay vì đã quá dành bọn cá trà cho bù Cộng sản Việt Nam nên đã quy đổi tất cả bằng thuốc men và các trang thiết bị y tế để phòng và chữa trị bệnh virus Vũ Hán. Đồng thời, những sản phẩm này được quy định bắt buộc và đóng dấu chữ đỏ và nhãn mát được in dòng chữ hàng viện trợ cấm buôn bán ngoài thị trường. Hiểu thế nào về Hội đồng Lý luận Trung ương của anh Thuấn. Mấy ngày qua nhà lý luận vĩ đại Nguyễn Quang Thuấn thở oxy vì dương tính virus Vũ Hán sau khi thực hiện chuyến công tác sát thịt ở nước ngoài về. Tôi cứ đặt câu hỏi cái hội đồng lý luận do Thuấn làm phó ấy thực chất nó làm việc gì? Tình cờ hôm nay đi nhậu với ông anh đang là giảng viên trường chính trị Lê Duẩn đang có chuyến công tác thực tế ở địa phương khác. Hai anh em tay bắt mặt mừng chén chú chén anh trong lúc men nồng mình trượt hỏi cái hội đồng lý luận ấy làm những việc gì mà lập hẳn một cơ quan ghê gớm đến như vậy. Anh cũng chia sẻ, đơ mơ, đám đấy ăn hại nhìn vậy chứ cũng được việc lắm đấy. Tất cả những phát ngôn đảng đều do hội đồng ấy đưa ra, chúng nghiên cứu các câu từ sao cho phù hợp và lái được dư luận. Nghe nói đến đó mình thấy dài dòng kêu ảnh nói rõ hơn cho dễ hiểu hiểu nôm la là, là như thế này nhé khi tàu Trung Quốc đâm chìm tàu ngư dân của Việt Nam thì Hội đồng lý luận Trung ương nó sẽ lý luận là tàu lạ người Trung Quốc thì lý luận là người nước ngoài Trung Quốc thì lý luận là nước có chung đường biên giới liệt sĩ chống Mỹ chống Pháp nhưng không có liệt sĩ chống Trung Quốc cũng do lý luận là liệt sĩ biên giới hoặc như Lê Đức Anh ra lệnh không được nổ súng thì Hội đồng lý luận Trung ương lý luận là không nổ súng trước khái niệm chính sách những nghị quyết đều do hội đồng lý luận trung ương làm sao cho dân nghe lọt lỗ tai vậy đó cho nên thuấn làm phó đương nhiên đóng góp nhiều cho các chính sách quốc gia thay biến đổi ngôn ngữ cho dân nghe thế, thế mới có nhà ba căn liền kề thẻ gôn 3 tỷ một năm cung tần mỹ nữ hầu hạ vợ bé con riêng còn dư luận viên 47 chỉ chửi động lên thì ăn mì tôm cũng là đúng rồi, còn đòi hỏi gì ở đây nữa. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn từng là chủ lò ấp tiến sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nhờ dịch cúm Corona Vũ Hán mà bàn dân thiên hạ mới được biết đến ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, nguyên chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đương kim ủy viên Hội đồng tư vấn kinh tế cho Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc. Lạ thay vào công cụ tìm kiếm giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn không hề tìm thấy một bài viết nào của nhà lý luận này một ông chưa hề viết lách, chưa hề có bài báo nào lên mạng sao có thể ngồi ở ghế phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương. Nhìn gương mặt của ông Tuấn qua ảnh rất nhiều người trên Facebook cười rằng gương mặt của Cù Châu, của Phu Đào Mỏ, của Phu Quân Khuân Phát hay Hoạn Lợn chứ nào đâu phải là Hàn Lâm, Hàn Điếc gì. Có thể ông giáo sư tiến sĩ này trình độ y tờ thật mà sao lại làm chức to thế. Nghe bạn bè nói, học chung với ông Tuấn nói trình độ tiếng Anh của ông chỉ đủ ra chợ mua thịt dê, thịt bò. Làm sao có được luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế Mark Lê. Quả là ông Hào Hoàng Ngọc Hiến nói đúng trong trường hợp ông Thuấn này. Dắt một con bò từ Việt Nam qua Nga dắt về một Phó Giáo sư Tiến sĩ. Vậy mà ông rốt đặc cắn mai này khi làm Chủ tịch Hiệp viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã chế ra lò ấp Tiến sĩ. Một ngày ấp ra hơn một Tiến sĩ ví dụ đề tài nịnh của những thành luận án tiến sĩ đề tài ăn mặn cũng là luận án tiến sĩ đề tài voi và kiến kiến khác nhau con nào to hơn nghe cũng đã thành một luận án tiến sĩ và kể cả đề tài uh, chuẩn bị cho một đám ma chay như thế nào cũng đó cũng là một đề án tiến sĩ của ông nguyễn quang thuấn toàn là tiến sĩ phong bì tiến sĩ chạy tiến sĩ ma làm hỏng toàn diện mặt bằng trí thức của giới trí việt nam Đến hôm nay, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn mới lòi ra mặt chuột là một tên lý luận ăn chơi đàng điếm, ăn cắp, hối lộ, buôn bán luận án tiến sĩ, lấy tiền mua căn hộ cao cấp cho vợ bé còn riêng. Cho đến hiện nay, hỏi có ai làm hại uy tín của Đảng Cộng sản hơn ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn đang có nguy cơ gieo rắc virus Corona Vũ Hán cho cán bộ cao cấp, cho toàn cõi Việt Nam hay không? Việc đi máy bay hạng sang thương gia và chơi góp với thẻ thành viên đắt tiền 3 tỷ một năm ở khách sạn 5 sao tiệc tùng thuê ca sĩ đến hát bất động sản vài lô liền nhau nếu là một doanh nhân thì công luận không quan tâm làm gì nhưng với một bệnh nhân 21 thì lại khác bởi anh ấy là một nhà lý luận về chủ nghĩa vô sản là một thứ chủ nghĩa mà lực lượng tiền phòng để xây dựng xã hội và đối tượng là xã hội quan tâm nhất là tầng lớp vô sản công nông từ những bước đi đầu tiên, chính quyền cách mạng đã triệt bỏ tầng lớp có tài sản, ở nông thôn thì là cường hào địa chủ, ở thành thị thì là những tầng lớp tư sản, công thương. Với cuộc cách mạng vô sản thì tầng lớp có tài sản đều là kẻ thù. Giờ chúng ta hãy cùng nói với nhau như những người lớn đã hãy cùng tôn trọng trí thông minh, nhận thức xã hội của nhau và đừng giả vờ không biết, giả vờ cười vỗ tay tán thưởng kiểu hoàng đế cửa trường nữa nhé. Xã hội nào muốn phát triển thì cũng đều cần có những người phản biện xã hội, đều cần những cải cách mang lại giá trị về nhận thức cho các thành viên xã hội. Tôi cũng thừa biết rằng bệnh nhân số 21 của các anh chị đồng chí của các anh ấy là đều là hiểu rằng thứ chủ nghĩa cộng sản chỉ là một giấc mơ hão huyền. Của cái mạng vô sản cũng chỉ là cơn lên đồng và bốc đồng của hàng triệu người và thực chất nó sẽ không đi đến đâu cả. Tôi biết các anh các chị, các đồng chí của các anh các chị biết lại càng rõ hơn ai hết hiểu Bởi vì các anh các chị đều là những người thông minh, giỏi giang, học nhiều, biết rộng Nhưng không ai nói ra điều ấy bởi quyền lợi địa vị trong hệ thống Nên ai cũng im lặng một cách khôn ngoan mà không nói ra mà thôi Tôi thông cảm và hiểu điều ấy, không phê phán về điều ấy mà chỉ nhắc đến để thấy rằng chúng ta hiểu nhau mà thôi. Nhưng điều đáng bàn ở đây là có nên dùng tiền thuế của dân của một đất nước nghèo và lạc hậu để dành cho một thứ được gọi là lý luận về đường lối vô sản hay không. Có thể các anh các chị cũng hiểu rằng và cũng chấp nhận đấy là một cái tên thôi và trong tư tưởng của các anh các chị có ý muốn đổi mới. Nhưng tôi e rằng để thoát, để đất nước đi lên và được thoát khỏi cái chủ nghĩa cộng sản và duy rạch ròi khoa học có tên cũng cần phải chính xác công bằng. Lý tưởng của các anh các chị đặt ra trong cuộc cách mạng vô sản để một tầng lớp công nông như tôi quan sát thì công nông ở Việt Nam vẫn nghèo khổ như mấy chục năm qua thậm chí so với mặt bằng nhân loại thì còn khốn khổ hơn người ta phải sang Đài Loan Trung Quốc Hàn Quốc lao động và các cô gái sang Campuchia Malaysia Singapore bán thân các cô gái ở đồng bằng sông Cửu Long phải chấp nhận lấy chồng ngớ ngẩn chồng không bình thường và tâm thần của Đài Loan Hàn Quốc Trung Quốc để đổi đời người dân phải biến thành thùng nhân để kiếm sống chui lùi ở Anh Úc những hiện tượng ấy không hề có trong quá khứ tôi hiểu là các anh các chị không còn mang lý tưởng cộng sản trong đầu nữa mà đấy chỉ là cái bình phong một sự thỏa thuận ngầm giữa những người trong hệ thống của các anh các chị cùng tiến bước trên con đường danh lợi mà thôi con người là những thực thể tham lam tôi hiểu điều ấy và không ngạc nhiên nhưng cái gì cũng có chừng mực đừng to mồm nói ta là vô sản khi biệt thự có mấy căn lên xe xuống ngựa có kẻ cầm bừng nước rót hay hạng thương gia chơi góp quý tộc sắm ca sĩ hát tiệc cho vui tai và vợ này vợ kia, con nọ, con này con nọ. Xin lỗi các anh các chị, vô sản kiểu thế thì tôi và cả triệu người khác cũng vô sản được, ai cũng muốn vô sản. Tôi không là người cực đoan nhưng tôi ghét tất cả những ai đạo đức giả, ai mở mồm ra có thể nói vì nước vì dân nhưng hãy thể hiện bằng lời nói và hành động có giá trị thực tiễn. Đợt dịch này tôi khâm phục hoạt động chống dịch của cả bộ máy nhưng đồng thời Tôi cũng tức giận khi những kẻ mang bệnh lại vừa kém về ý thức, lại vừa kém về trí thức. Là một công dân tôi thấy mình có trách nhiệm phải lên án những kẻ để đánh thức kẻ vô sản và những kẻ vô trách nhiệm, vô tri, vô tâm và vô luân trước một vấn đề quá nghiêm trọng như Covid-19. Biết bao doanh nghiệp đang khóc dòng vì mất tiền vì nguy cơ phá sản, bao con người trong hệ thống phải bạc tóc vì chống dịch Do vậy, sự án nghiêm khắc là điều cả xã hội cần làm để ngăn ngừa những thành phần vô sản, giả mạo nhưng lại rất thật về tất cả những cái vô khác như vô tâm, vô tri, vô ý và vô luân. Trước khi lý luận cao siêu cấp, các anh các chị hãy học lại những điều giản dị của con người đi. Tiên lượng xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam Thời gian gần đây một tờ báo trong nước VN Express đã đăng tải hai bài khá nhạy cảm khi công khai cho biết sự thật ở Trung Quốc là dân rất phẫn nộ với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc xử lý dịch Covid-19. Bài thứ nhất có tự đề người Vũ Hán la hét khi Phó Thủ tướng tới thăm và bài thứ hai là bí thư Vũ Hán hứng chỉ trích. Phản đối hệ thống kiểm duyệt Cả hai bài báo trên VN Express có một điểm chung là đều cho thấy hệ thống kiểm duyệt hà khắc thậm chí tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng bình luận người dân phản đối năng lực yếu kém của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đều bị xóa ngay. Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn, người dân Trung Quốc vẫn tìm ra được nhiều cách vượt qua hệ thống kiểm duyệt tinh vi để lan truyền các clip. Điều thú vị là chế độ chính trị độc đảng toàn trị và hệ thống kiểm duyệt của Cộng sản Việt Nam cũng giống hệt như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua việc đăng lại bình luận của những người dân Trung Quốc có cảm giác như báo VnExpress muốn lên tiếng yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam chấm dứt kiểm duyệt báo chí chúng ta có thể giải quyết các vấn đề bằng cách không che đậy chúng chúng ta phải đối mặt với các vấn đề một cách thực tế để có được sự thấu hiểu và ủng hộ từ quần chúng nhân dân Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hênh hoang là họ tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân thậm chí họ còn ghi hẳn vào hiến pháp quyền cơ bản này của người dân họ luôn phủ định cáo buộc là một trong những quốc gia kiểm duyệt báo chí nặng nề nhất thế giới nhưng chỉ cần VN Express đăng một bài thực tế về tình hình kiểm duyệt ở Trung Quốc là người dân Việt Nam có thể tự suy ra được tình hình bóp nghẹt tự do ngôn luận ở Việt Nam như thế nào. Giới các trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc đều nhiều lần khẳng định trong quá khứ là Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có chế độ chính trị tương đồng. Trích thông cáo chung của Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình ngày 15 tháng 1 năm 2017. Virus Vũ Hán đã phơi bày năng lực yếu kém thói đốt tốt khoe xấu che của giới cơ trị Cộng sản Trung Quốc. Chính việc Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch bệnh bịt miệng những bác sĩ chính trực như Lý Văn Lượng khiến cho người dân càng giận dữ. Bí thư mới của Vũ Hán là Vương Trung Lâm lại càng đổ thêm dầu vào lửa khi cho rằng người dân Trung Quốc nói chung và Vũ Hán nói riêng nên biết ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tập Cận Bình vì đã kiểm soát được dịch bệnh. Thói định bợ với động cơ không trong sáng này của Vương lại khiến cho bộ máy kiểm duyệt Trung Quốc rất vất vả để xóa những bình luận giận dữ của người dân Trung Quốc. Cần nhớ Đảng Cộng sản Trung Quốc có hệ thống đàn áp có thể nói là tàn bạo nhất thế giới. Họ có thể cầm tù cả triệu người dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đàn áp Tây Tạng, đàn áp các trí thức đòi dân chủ như nhà hoạt động Lưu Hiểu Ba, luật sư Hứa Chí Vĩnh, giáo sư Hứa Trường Nhuận, bác sĩ Lý Văn Lượng, vân vân. Người dân Trung Quốc có thể có các tài khoản mạng xã hội khi cung cấp tên thật nhưng dường như họ không còn sợ hãi nữa mà sẵn sàng chỉ trích công khai Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là dấu hiệu rất rõ về lòng dân ở Trung Quốc giống như một ngọn lửa đang bị đè nén và chỉ trực chờ tuôn trào. Ở Việt Nam cũng thế, sự kiện bệnh nhân số 21 là ông Nguyễn Quang Thuấn và trước đó là bệnh nhân số 17 cô Nguyễn Hồng Nhung có thể là nguồn lây cho nhiều người khác đã hứng chịu bão gạch đá từ cộng đồng mạng một doanh nhân giàu có khác là ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Điện Gió và cũng đã hứng chịu gạch đá tương tự khi ông cho nhân viên dưới quyền của mình đi cách ly thay. Những ngôn từ mà người dân sử dụng cho thấy họ căm ghét giới quan chức cộng sản và giới nhà giàu như thế nào không khó để thấy những lời bình luận vui mừng của người dân khi họ mong virus corona sẽ lây cho toàn bộ giới cả trị của Cộng sản Việt Nam. Thực ra giàu có là một điều tốt, dân có giàu thì nước mới mạnh nhưng ít người tin ở Việt Nam có người làm giàu chân chính và chỉ giàu có nhờ quan hệ mánh mung với giới cầm quyền cộng sản tâm lý ghét người giàu hay nói đúng hơn là ghét giới cái trị cộng sản đã và là đám người dựa hơi cộng sản để ăn trên ngồi chốc có thể nói là phá khá phổ biến ở Việt Nam và đó là điểm báo hết sức nguy hiểm tương lai của giới các trị cộng sản Việt Nam Việc báo VN Express đăng bài về sự bất mãn sâu rộng của người dân Trung Quốc đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy có sự thay đổi trong thái độ ứng xử của Cộng sản Trung Quốc của ít nhất của một nhóm người có quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này cũng là bằng chứng cho thấy có sự dạn nứt lớn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam khi không biết phải kiểm duyệt thông tin như thế nào. Bản thân của CLV Nguyễn Xuân Phúc cũng chịu sự kiểm duyệt khi báo chí trong nước đồng loạt rút bài về việc Ông khen bài thơ đất nước ở trong tim của giáo, của cô giáo Chu Ngọc Thanh. Trong đó cô Thanh khen ông Phúc vì có công chống dịch Covid-19, có nghĩa là hiện có nhiều phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản bất đồng với nhau, kể cả thủ tướng cũng không phải là có quyền lực lần át. Trong lúc cả nước dồn sức chống dịch trị vi 19 với hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục xuất hiện chỉ đạo chính phủ thì hai nhân vật còn lại trong tam trụ là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Thị Kim Ngân lại đang vắng mặt trên báo chí từ nhiều ngày qua. Ông Trọng đã xuất hiện lần cuối vào ngày 27 tháng 2 năm 2020 và bà Nguyễn Thị Kim Ngân xuất hiện lần cuối trên báo chí vào ngày 13 tháng 2 năm 2020. Dư luận trên mạng xã hội đồn đại về quốc tang mà hai nhân vật này vẫn chưa chịu xuất hiện. Có thể hai nhân vật trên đang mắc bệnh nặng hoặc họ không dám trường mặt ra chịu trách nhiệm khi dịch bệnh đang hoành hành. Dù lý do gì thì họ cũng đang gây bất mãn trong dân và phản ứng tiêu cực từ những đảng viên cộng sản cao cấp khác. Ngân sách, ngân sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đang suy kiệt một cách thấy rõ Dạn nứt về nội bộ là một chuyện lớn, một chuyện khác cũng lớn không kém đó là kinh tế quốc gia và ngân sách nhà nước đang chịu áp lực rất lớn. Do dịch bệnh nên có hàng chục ngàn doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, tiền thuế thu được chắc chắn sẽ bị giảm rất mạnh trong năm 2020 này, trong khi phải chi tiêu hơn để chống dịch. Các đối tác xuất khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ và Liên minh châu Âu cũng đang phải hứng chịu dịch bệnh COVID-19. Số các bệnh tăng cao ở Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức có thể sẽ khiến cho hiệp định thương mại tự do châu Âu Việt Nam mới ký trở nên vô nghĩa trong thời gian tới. Nguồn kêu hối từ Mỹ và châu Âu là nguồn thu ngoại tệ trong quan hệ của chế độ cộng sản Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bị giảm mạnh. Ngoài thương chiến với Mỹ Trung, từ trước khi xuất hiện Covid-19, mới đây là Saudi Arabia và Nga đã lao vào cuộc chiến giá dầu, đẩy giá dầu xuống thấp kỷ lục. Các chuyên gia dự báo là cuộc chiến giá dầu này sẽ kéo dài vì hai nước trên tìm cách chèn áp phá sản ngành dầu và đá phiến của Mỹ và tìm cách giành giật thị phần của nhau. Nhà cầm quyền xây dựng kịch bản cho ngân sách nhà nước với giá dầu trung bình cho năm 2020 là trên 60 Mỹ Kim một thùng. Nhưng hiện tại giá dầu đang ở mức 30 Mỹ Kim một thùng khiến cho ngân sách Việt Nam thiếu hụt một cách trầm trọng. Cộng sản Việt Nam đến nay vẫn cay cú vì họ cho rằng Mỹ đã âm mưu lật đổ chế độ Xô Viết bằng cách giảm giá dầu khiến cho ngân sách của Liên bang Xô Viết kiệt quệ. Tương tự với một nền kinh tế do Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành chủ yếu dựa vào tài nguyên thô như dầu hỏa, khoáng sản, than, bán sức lao động đơn giản ở trong nước và nước ngoài qua Mỹ từ xuất khẩu lao động, bán cô dâu, thì một cú sốc kinh tế và giá dầu rất có thể sẽ khiến cho Cộng sản Việt Nam đi theo chân của Cộng sản Xô Viết. Không có lòng dân và không có tiền Đảng Cộng sản Việt Nam nên chuẩn bị cho những ngày cuối của họ trong một tương lai không xa. Chị Na 19 đã lật mặt nhà lý luận như thế nào? Đáng ra người mang Corona 21 sẽ chỉ là một người bệnh nhân nữa như bao nhiêu người khác Nhưng đồng chí Nguyễn Quang Thuấn và các nhà các văn bản đã chỉ ra là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Quang Thuấn đâu có phải là người thường Nhà lý luận đi từ Anh về Việt Nam bằng vé hạng thường gia và ngồi ghế 5A Trong khi nữ bệnh nhân nổi tiếng mang số hiệu 17 ngồi ghế 5K trên cùng chuyến bay Ông Thuấn đi cùng phái đoàn tới Ấn Độ rồi tới rồi mới đến Anh và trong chuyến bay từ Anh về Việt Nam cũng có cả Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng. Ông Dũng được cho là có kết quả âm tính với Corona. Khi đọc lịch trình hoạt động của ông Thuấn khi trở về từ Anh từ sáng sớm ngày 2 tháng 3 tôi rất ngạc nhiên khi thấy mới về đến nhà ông đã đi tập gym ngay từ ngày mùng 6 7 giờ 30 sáng. Nhưng giờ mạng xã hội đang kháo rằng ông khai không đúng và giờ đó ông đi thăm người mà không tiện khai ra. Nhưng dù sao đây cũng mới chỉ là tin đồn nên bỏ qua. Vì theo thông tin được lan toàn lan tỏa trên mạng xã hội thì ông đã đi thăm bồ nhí ở R4 Rojo City. Đó là cô bồ và con riêng của ông ở đó. Ông đã bỏ tiền ra 6,1 tỷ đồng để mua căn hộ này cho bồ nhí và con riêng của ông. Còn điều hoàn toàn rõ ràng là ông đã khai ăn trưa ở khách sạn 5 sao và đi đánh gôn ở sân mà người ta phải bỏ ra cả tỷ đồng để trở thành hội viên sân gôn Vân Trì, một trong những sân đắt đỏ nhất miền Bắc của Việt Nam theo trang VTC, hiện đang tạm đóng cửa sau khi ông Thuấn nói đã tới đây ngày 6 tháng 3. Dân tình đã gọi hội đồng của ông Thuấn là hội đồng lú lẫn ngay từ thời ông Nguyễn Phú Trọng còn là chủ tịch, nhưng do hình ảnh được tô vẽ và liêm khiết là chống tham nhũng của ông Trọng nên hội đồng đó có lẽ được cho là lú thì có lú nhưng không có thói sang chảnh giờ Corona cho thấy nó không hề là như thế nhân dịp này người ta cũng kháo xem ông có bao nhiêu nhà vị trí của những cờ người đó ra sao gạt bỏ tất cả những tin chưa được kiểm chứng dân chân dung của nhà lý luận nhà là nhà ở Trúc Bạch có ba căn liền kề đi máy bay hạng thường gia ăn sang đánh góp có hạng và giờ nghỉ trưa có thể kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ sau dịch Corona, nhiều bạn trẻ sẽ đổ xô tới nhờ giáo sư Thuấn tư vấn để làm sao họ có nhiều tiền và có lý luận tương tự giống như ông. Trước vụ này, người ta cũng đã được kiếm, đã được chứng kiến chuyện các bộ trưởng như Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn có thể nhận hàng tỷ hay hàng chục tỷ đô la tiền hối lộ. Những chiếc kim bọc lâu ngày cũng đã dần dần được lộ ra hình ảnh quan chức tham nhũng đạo đức giả và ác ôn với nhân dân. Nạn dịch Corona Vũ Hán hiện nay đang khiến cho người ta quên đi cuộc khủng hoảng ở Đồng Tâm và nhà lý luận hàng đầu Nguyễn Phú Trọng đã góp phần gây ra. Báo chí cả nước trong và ngoài nước không còn nói đến số phận của những người bị tra tấn và giam giữ ở các trại giam hay trong bệnh viện. Corona chưa giết chết ai ở Việt Nam nhưng con virus cộng sản chỉ một đêm đã cướp đi 4 mạng ở Đồng Tâm chưa kể những người đã bị thương và đang bị giam giữ. Corona cũng chỉ là một loại cúm dù có nguy hiểm hơn cúm mùa. Điều đáng sợ là COVID bốn mùa, bốn liềm mà hiện chỉ có ở năm nước trên thế giới và người ta có quyền hy vọng Corona sẽ sớm có ngày tàn, nhưng bốn liềm có nhiều khả năng sau đại hội 13 sẽ còn lại ít nhất vài đại hội nữa. Tổng thống Brazil dương tính với virus Vũ Hán Truyền thông Brazil cho biết tổng thống Jair Bolsonaro xét nghiệm dương tính với virus Corona. Jornal Odai, tờ báo hàng đầu của thành phố Rio de Janeiro, cho biết tổng thống Jair Bolsonaro ngày 13 tháng 3 nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona. Tờ báo dẫn nguồn tin giấu tên trong chính phủ Brazil. Theo Jornal Odai, kết quả dương tính mới xét nghiệm sơ bộ lần đầu tiên và tổng thống Bolsonaro sẽ được xét nghiệm lần thứ hai. Trước đó, trong phát biểu truyền hình trực tiếp trên tài khoản Facebook đêm ngày 12 tháng 2 theo tờ địa phương, ông Bolsonaro thừa nhận đã xét nghiệm và đang chờ kết quả. Wagner, thư ký báo chí của tổng thống Bolsonaro, được truyền thông Brazil ngày 12 tháng 3 cho biết đã được xét nghiệm dương tính với virus sau khi trở về nhà với các triệu chứng giống như cúm. Ông đang đợi kết quả xét nghiệm lần hai. Trong phát biểu ngày 12 tháng 3, ông Bolsonaro xác nhận một trong những nhân vật đi cùng chuyến làm việc ở khu nghỉ dưỡng mà Alago và gặp tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiễm virus corona. Ông sau đó kêu gọi người dân tránh ra đường rồi thông báo hủy một sự kiện gặp gỡ người ủng hộ vào ngày 15 tháng 3. Đoàn của ông Bolsonaro gặp tổng thống Donald Trump vào ngày 7 tháng 3 ở Florida, họ cùng dùng bữa tối. Hình ảnh được công bố sau đó cho thấy Fabio Weigarten có lúc đứng gần nhà lãnh đạo Mỹ. Trong thời gian qua, bản thân của Tổng thống Bolsonaro đã có nhiều phát biểu cho rằng virus corona đang bị thổi phồng và cúm thông thường còn chết người hơn bệnh này. Sau khi xuất hiện thông tin Weigarten xét nghiệm dương tính với virus corona, thư ký báo chí Nhà Trắng Stephania Chris Ham ngày 12 tháng 3 cho biết Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào với người cố vấn cấp cao của Tổng thống Osorona. Bà Chris khi đó nhấn mạnh hai nhân vật cấp cao nhất của Mỹ vẫn chưa cần xét nghiệm. Theo những hình ảnh chính của Wang công bố, ông có nhiều có nhiều lần đứng gần với nhà lãnh đạo Mỹ trong khi đó tổng thống bolsonaro trực tiếp làm việc với người đồng cấp mỹ trong thời gian ở Ma a lago hiện chưa rõ ông ven gaten và tổng thống bolsonaro nhiễm bệnh từ thời điểm nào tình hình đại dịch covid 19 tính đến sáng ngày 14 tháng 3 mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch covid 19 who tuyên bố châu âu đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch lần này Báo South China Morning Post SCMP thống kê đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 3 tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới COVID-19 gây ra là 5.373 trường hợp. Tổng số ca nhiễm là 140.730, trên toàn thế giới là 70.361 ca chữa khỏi. Trung Quốc có 80.813 ca nhiễm bệnh và 3.176 người đã tử vong. Đáng chú ý, trong ngày 12 tháng 3, nước này chỉ phát hiện 15 ca nhiễm mới. Số ca tử vong bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đã lên đến con số 2.197, trong đó Ý là 1.266 trường hợp, chiếm 60% số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc. Không tính đến ổ dịch trên du thuyền Diamond Princess đã có 41 quốc gia và vùng lãnh thổ có trường hợp tử vong, trong đó nhiều nhất là Ý 1.266 trường hợp, Iran 514 trường hợp, Tây Ban Nha 120 trường hợp, Pháp 79 trường hợp, Hàn Quốc 67 trường hợp và Mỹ 41 trường hợp. Tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận 47 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 16 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và được xuất viện. Chiều 13 tháng 3 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép thêm 50 tỷ đô la được bổ sung trong cuộc chiến chống Covid-19, Đài CNN đưa tin. Để mở đường cho quyền lực Đầy đủ của chính quyền liên bang Trong nỗ lực lần này Hôm nay tôi chính thức tuyên bố Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ông Trump nói trong bài phát biểu từ Nhà Trắng Ông nhấn mạnh việc ban bố tình trạng khẩn cấp Là vô cùng quan trọng Và nhận định tình hình dịch bệnh tại Mỹ Có thể xấu đi trong khi 8 tuần tới Mang tính quyết định trong cuộc chiến Chống dịch Covid-19 ở Mỹ Các biện pháp được đưa ra Bao gồm các hợp tác công tư Để sản xuất thêm các bộ kíp Xét nghiệm công bố tổng cộng cổng thông tin trực tuyến không tính lãi các khoản vay cho sinh viên tăng nguồn dự trữ chiến lược. Đáng chú ý ông Trung đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm đã ban hành nhiều chính sách gây cản trở cho quá trình sản xuất các bộ kíp xét nghiệm dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros tuyên bố thay vì Trung Quốc, châu Âu đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch toàn cầu COVID-19 theo An Jazeera. Ông Tedros phát biểu tại Geneva Thụy Sĩ rằng mỗi ngày các ca nhiễm được báo cáo ở châu Âu hơn số lượng được báo cáo ở Trung Quốc vào lúc đỉnh điểm của dịch bệnh. Ông còn phát biểu và cho biết thêm rằng châu Âu đang có nhiều ca nhiễm và ca tử vong hơn phần còn lại của thế giới cộng lại. Ông tính Trung Quốc ở Ý có ca tử vong trong vòng 24 giờ đã vượt con số 250 người. Đến chiều ngày 13 tháng 3, Ý đã có 1.266 người chết vì Covid-19 trong tổng số 17.660 ca nhiễm mới đã được phát hiện. Tây Ban Nha, ổ dịch thứ hai châu Âu cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi số ca nhiễm nước này có thể lên đến 10.000 trong tuần tới. Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực trong vòng 15 ngày. Đan Mạch và Ba Lan, Cộng hòa, Sip và các quốc gia tiếp theo chuẩn bị áp dụng biện pháp phong tỏa thế giới biên giới cũng như một biện pháp chống dịch Covid-19. Tin đồn nguyên thủ quốc gia đầu tiên nhiễm bệnh. Chiều ngày 13 tháng 3 giờ Anh, truyền thông Anh đưa tin Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xét nghiệm dương tính với virus corona-19. Ngay sau đó, ông Bolsonaro đã phải đính chính và khẳng định mình không hề nhiễm bệnh theo hãng tin AT. Trước đó trợ lý riêng của ông Tổng thống Brazil là Pabio Vainaten trước đó đã xác nhận đã bị nhiễm virus. Thông tin ban đầu đã cho giấy lên lo ngại về nguy cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bị lây nhiễm. Hôm 7 tháng 3, ông Bolsonaro đã ăn tối cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai lãnh đạo có bắt tay nhau tại khu nghỉ dưỡng Ma a lago Ông Bolsonaro và trợ lý Vainaten cùng ngày cũng đã đến Nhà Trắng để gặp một số quan chức Mỹ khác. Trong ngày 13 tháng 3, quốc gia láng giềng Brazil Venezuela cũng phát hiện hai ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, đó là một công dân Mỹ và một công dân Anh nhập cảnh vào nước này theo Al Trước đó ngày trước đó có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Trung Nam Mỹ và Caribe đã phát hiện ca nhiễm COVID-19, tổng cộng có hơn 140 ca nhiễm và có 3 người tử vong nhóm chuyên gia Trung Quốc sang hỗ trợ châu Âu. Một chuyến bay Trung Quốc chở vật tư y tế bao gồm khẩu trang và thiết bị hỗ trợ hô hấp đã đến Ý để giúp đỡ quốc gia Nam Âu này đối phó với dịch Covid-19, hãng tin Al Jazeera ngày 14 tháng 3 cho hay. Dịch bệnh đã khiến cho bệnh viện ở Ý quá tải và một số hàng hóa thiết yếu cũng đang gặp các vấn đề về nguồn cung. Theo Al Jazeera, trong khi Trung Quốc hỗ trợ, các quốc gia châu Âu đã từ chối các đề nghị hỗ trợ về vật tư y tế vì bản thân của các nước này cũng gặp phải các vấn đề dịch bệnh trong nước. Trong thời điểm căng thẳng, trong đó có khó khăn lớn này, chúng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nguồn vật phẩm này đến đây. Chúng tôi có thể chỉ giúp ích tạm thời nhưng nó vẫn quan trọng. Người đứng đầu của Hội chữ thập đỏ Ý, ông Francesco Roca nói: trước đó người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh thông báo trên Twitter rằng số hàng hóa đã đến Bỉ ngày 11 tháng 3 và số hàng hóa này sẽ được gửi đến Ý và Tây Ban Nha Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi